Nga dội hỏa lực ở Donbass, cảnh báo Ukraine về kết cục tại Kursk. Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay sẽ là một ngày có rất nhiều tin tức thú vị cần phải phân tích từ chiến trường Ukraine cho đến chảo lửa tại Trung Đông. Và không để quý vị chờ đợi lâu, ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Nga dội hỏa lực ở chảo lửa Donbass, cảnh báo Ukraine về kết cục tại Kursk. Mọi sự chú ý vẫn đang đổ dồn vào tình hình ở thị trấn Suza, nơi đã trở thành vùng xám không bên nào hoàn toàn chiếm được ưu thế. Truyền thông Ukraine hôm nay dẫn lời tướng Sitsky cho biết họ đã chiếm được 74 khu định cư ở vùng Kursk và có khoảng 1.000 km vuông lãnh thổ Nga nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Ukraine. Đồng thời, họ cũng nói rằng Nga đã rút một phần quân khỏi mặt trận phía nam Zaporizhia và vùng Kherson để quay về bảo vệ Kursk. Trong khi đó, thì truyền thông Nga đưa tin Ukraine chỉ kịp chiếm giữ được một số ngôi làng trước khi vấp phải sự kháng cự quyết liệt của quân tiếp viện Nga. Ukraine phải chịu thương vong nặng nề kể từ đó. Giới chức Nga cũng xác nhận là quân đội Ukraine đã tiến sâu hơn 7 dặm và kiểm soát được hơn 20 ngôi làng. Ngoài ra, người Nga cũng đang đưa lực lượng dự bị với tổng số lên tới 10.000 người đến khu vực Kursk và đang chuẩn bị phản công vào thị trấn Suza. Như chúng tôi đã từng đề cập, giao tranh tại Kursk đang trong màn sương mù chiến tranh vì thế mọi thông tin tại đây đang cực kỳ hỗn loạn nhưng dù vậy thì chúng ta cũng có thể phần nào hình dung được tình hình trên thực địa hiện tại các nhóm trinh sát ukraine vẫn tiếp tục thăm dò hệ thống phòng thủ của quân nga cố gắng tiến hành các cuộc tấn công mới ở cả hai bên sườn và sâu trong lãnh thổ nga nhằm tạo ra đầu cầu cruz của riêng họ về phía nga thì moscow đang tích lũy lực lượng để tiến hành một cuộc phản công chiếm lại các vùng lãnh thổ theo báo cáo chính thức ngày hôm nay của bộ quốc phòng nga họ đã phát hiện các nhóm trinh sát cơ động của ukraine gần các làng Kauchuk, Alexevsky. Có nghĩa là tầm xâm nhập tối đa của các nhóm trinh sát này là 25 km tính từ biên giới Ukraine. Nhưng mà mọi hành động của họ đã bị phía Nga ngăn chặn. Các cuộc xâm nhập này không phải là một cuộc tấn công theo đúng nghĩa, mà chỉ là những nhóm trinh sát riêng lẻ đang thăm dò điểm yếu của đối phương. Những lần xâm nhập như vậy thì sẽ không có tác động chiến lược, mà chỉ là những hành động phá hoại có quy mô nhỏ. Giới quan sát dự đoán, lực lượng Ukraine sẽ có thể tạo ra đầu cầu ở khu vực Kursk trong vài tuần hoặc lâu hơn. Nó tùy thuộc vào mức độ tổn thất mà Bộ Chỉ huy Ukraine sẵn sàng chấp nhận hoặc là phụ thuộc vào quy mô nguồn lực mà người Nga muốn tung ra tại đây. Ngày hôm qua, thì Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo Ukraine sẽ phải đối mặt với nhiều hậu quả khác nhau sau vụ tấn công lãnh thổ này. Trong vài ngày gần đây, thì truyền thông phương Tây, bao gồm cả Ukraine đưa tin rằng Moscow đang chuẩn bị cho một đợt tấn công tên lửa quy mô lớn nhằm vào các trung tâm ra quyết định bao gồm cả tòa nhà quốc hội và khu văn phòng chính phủ ở Kiev. Một nguồn tin Ukraine cho biết, Nga có thể bắn hàng trăm tên lửa vào Kiev, sử dụng các loại vũ khí hiện đại từ tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái. Chúng sẽ thách thức đáng kể hệ thống phòng không của nước này. Chưa rõ thời điểm nào Nga sẽ phát động tấn công, nhưng các kênh quân sự của cả hai bên bắt đầu đăng tải ồ ạt các hình ảnh và video về thiết bị của Ukraine bị phá hủy tại Kursk. Chúng nằm ở những khu vực chống trải và là một mục tiêu rất dễ dàng bị tiêu diệt. Ngay cả đến kênh Resident của Ukraine cũng nhận xét rằng với cường độ và tổn thất như vậy, quân dự bị của Ukraine sẽ cạn kiệt chỉ trong vòng một tháng, giống như là trường hợp cuộc phản công mùa hè năm 2023. Các nhà phân tích của Ukraine thừa nhận rằng đây là một sự lãng phí vô nghĩa. Họ cũng đặt ra câu hỏi phải chăng chiến dịch tấn công Cruz của Kiev là để phá hủy nốt nguồn dự trữ cuối cùng của chính họ. Về nguyên tắc, để đảm bảo đa tiến công cũng như giữ được các vị trí mới chiếm đóng, thì Kiev sẽ phải đảm bảo tiềm lực nhân sự và vũ khí ít nhất là nhiều gấp 3 lần đối phương ở mặt trận Kursk. Cho nên, dù cho truyền thông phương Tây có bơm thổi thế nào, thì việc Kiev có thể duy trì được đà tiến công hay không vẫn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ. Và phía Nga dường như cũng hiểu rằng Ukraine khó có đủ năng lực hậu cần để giúp cho quân đội của họ tiến sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Cho nên, Moscow không hề vội vàng và vẫn chưa có dấu hiệu chuyển quân từ Donbass trở về Kursk để ngăn chặn Kiep. Các chuyên gia quân sự Đức đã đánh giá rất thực tế rằng cuộc tấn công của Kiep ở khu vực Kursk có thể dẫn đến những thất bại lâu dài cho Ukraine. Những thành công ngắn hạn có thể trở thành thất bại dài hạn, bởi vì càng mở rộng mặt trận tại Kursk thì phía phòng thủ là Nga lại càng có lợi. Quân đội Moscow vượt xa quân đội Kiep về số lượng binh lính và vũ khí. Do đó, việc Kiep kỳ vọng Nga sẽ giúp quân khỏi Donbas là một điều rất khó xảy ra và khiến cho hoạt động tấn công tại Kursk trở nên rủi ro hơn rất nhiều nhận định này của các chuyên gia đức cũng trùng hợp với hầu hết các chuyên gia phương tây khác tờ politico viết rằng ngay cả khi rút một số đơn vị chiến đấu ở donbass về krus thì người nga vẫn sẽ tích cực tấn công trên khắp các mặt trận bao gồm cả Zaporizhia, nơi mà ukraine nói rằng nga đã phải rút một phần quân lực để hỗ trợ cho krus tờ new york times vào ngày hôm qua cũng đã đặt ra câu hỏi liệu cuộc tấn công xuyên biên giới của kiev này có đáng để mạo hiểm hay không bởi vì quân đội ukraine hiện tại đã bị dàn mỏng trên chiến tuyến của mình Bộ tham mưu Ukraine cho biết là trong vòng 24 giờ qua đã có tới 111 cuộc đụng độ trên khắp mặt trận, đặc biệt là tại hướng Pokov. Đầu giờ sáng ngày hôm nay, thì Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo rằng đã có tới 48 trận chiến tại Pokov. Số lượng này đã tăng lên rõ rệt trong tuần qua. Kênh RV Vuenko đưa tin, trong vòng 24 giờ qua, thì Nga đã chiếm quyền kiểm soát ngôi làng Zelanoi cách Pokov khoảng 20 km và hoàn thành nốt các bước tiến công vào một khu vực rộng tới 8,31 km và sâu 2,45 km. Chiếm quyền kiểm soát các ngôi làng Ivanovka, Lyschitnoe và Sivisdonovka. Pokop hiện tại, cách vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát chưa đầy 25 km. Thị trấn này nằm ở giao lộ đường bộ và đường sắt quan trọng, nơi đây đã trở thành điểm hậu cần trọng yếu cho Ukraine ở miền đông. Nếu như kiểm soát được Pokop, thì Nga sẽ có bàn đạp để tiến sâu hơn nữa về các khu vực khác ở tỉnh Danes. Vì vậy, Ukraine sẽ phải bằng mọi giá khiến Nga giảm tần suất tấn công ở mặt trận này, kể cả bằng việc xua quân đội đột kích vào Kursk. Nhưng mà cho đến nay thì họ vẫn chưa thành công. Thực tế là trong khi Ukraine tấn công Kursk thì Nga vẫn tăng cường tấn công vào mặt trận miền Đông. Họ giành được các bước tiến nhỏ nhưng khá chắc chắn tại đây. Như vậy thì có thể thấy là nếu mục tiêu của Ukraine trong chiến dịch tấn công Kursk là nhằm giảm bớt áp lực cho mặt trận Donbass thì có thể coi như nó đã thất bại thảm hại. Trong khi đó thì có quan điểm lại cho rằng mục tiêu của Ukraine tại Kurs là tạo ra một quân bài mặc cả, đổi đất lấy đất. Nhưng chính phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ukraine là Heo Hi-Ti-Khi mới đây cũng tuyên bố rõ ràng rằng Ukraine không có ý định giữ lại lãnh thổ Kurs mà họ chiếm giữ trong những ngày gần đây. Vậy thì thực hư mục đích tấn công Kurs là gì? Mưu đồ chính trị đằng sau cuộc tấn công điên rồ của Kiev ở Kursk. Tờ New York Times vào ngày hôm qua 13 tháng 8 đã đưa ra 4 lý do chính khiến cho lực lượng Ukraine mở cuộc tấn công vào vùng Kursk của Nga. Theo tờ này thì, trước những thất bại nghiêm trọng ở mặt trận Donbass, Kiev quyết định chọn tấn công một khu vực biên giới có ít sự hiện diện của quân đội Nga nhất, nhằm để thứ nhất đó là tìm cách trì hoãn Nga hoàn thành mục tiêu kiểm soát Donbass. Thứ hai là ngăn chặn sự suy giảm tinh thần của binh sĩ Ukraine. Thứ ba là chứng minh cho phương Tây thấy Kiev vẫn có khả năng tiến hành các hoạt động quân sự tích cực và cuối cùng đó là nhằm thuyết phục người Mỹ cởi bỏ mọi rào cản, cho phép Kiev sử dụng vũ khí tầm xa của NATO để tấn công vào lãnh thổ Nga. Đây cũng là nhận định chung của hầu hết các chuyên gia phương Tây. Tuy nhiên, chính quyền Kiev hầu như giữ im lặng về mục tiêu chính của mình. Các quan chức và tướng lĩnh hàng đầu ám chỉ rằng việc họ tấn công Grus là một phần trong quân bài thương lượng trên bàn đàm phán trong tương lai. Nhưng mà ít ai biết được, có một mục tiêu chính trị khác ẩn giấu đằng sau hành động quân sự táo bạo này của Kiev. Rất ít người để ý đến một sự kiện diễn ra vào hồi đầu năm. Hồi cuối tháng 1 thì Tổng thống Zelensky đã ký một sắc lệnh, trong đó ông ám chỉ về việc khôi phục các yêu sách lãnh thổ đối với các khu vực biên giới của Nga. Dưới chiêu bài là bảo tồn bản sắc dân tộc của người Ukraine sinh sống trên lãnh thổ Liên bang Nga. Theo sắc lệnh, kế hoạch này nhằm bảo tồn bản sắc dân tộc Ukraine tại các vùng đất của họ từng sinh sống trong lịch sử, bao gồm có vùng Krasnodar, belgorod, Ryazan, Voronezh, krus và Rostov ngày nay của Nga. Khi Kurs được lựa chọn trở thành nơi mở màn cho kế hoạch tấn công lãnh thổ Nga và sau đó là vùng Belgorod, chúng đã hoàn toàn trùng khớp với hai địa danh có trong sắc lệnh của Tổng thống Zelensky. Đối với các khu vực khác bao gồm các vùng Voronezh, Rostov và Krasnodar, thì chúng lại cách khá xa so với vùng Donbass, cho nên Ukraine khó có thể xua quân tràn qua biên giới. Rõ ràng là, ngoài các mục tiêu mà tờ New York Times chỉ ra, chính quyền Tổng thống Zelensky còn có thêm một động cơ chính trị ẩn giấu đằng sau cuộc tấn công vô vọng này đó là Kiev muốn khẳng định các yêu sách lãnh thổ đã được chính quyền hồi sinh và quyết tâm giành được. Tất cả là để nhằm thúc đẩy tinh thần ngày càng xa suốt của dân chúng trong nước và phản bác lại thông điệp quốc tế của Điện Kremlin, rằng trong quá khứ thì Ukraine từng là một vùng lãnh thổ của Nga. Việc Nga dần dần khôi phục các yêu sách lịch sử đối với một số vùng đất của Ukraine từ trước năm 2014 là một động lực để Kiev phải làm điều tương tự. Sắc lệnh vào hồi tháng 1 của ông Zelensky có thể được coi là nền tảng chính trị vững chắc cho những gì mà tờ Washington Post tiết lộ. Rằng, ngay từ đầu năm ngoái thì Kiev đã lên kế hoạch tấn công Nga để nhằm mang lại đòn bẩy cho họ trong các cuộc đàm phán sắp tới. Nhưng, dù cho chính quyền Kiev có coi cuộc tấn công vào Kursk là một quân bài để mặc cả lãnh thổ với Nga, thì nó cũng có nguy cơ phản tác dụng. Chính đồng minh Ba Lan cũng cần phải cảnh giác với ông hàng xóm của mình. Bởi vì một ngày nào đó thì Ukraine cũng có thể dùng các biện pháp tương tự để khẳng định yêu sách lãnh thổ đối với các vùng đất hiện tại của Ba Lan. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi hồi cuối tháng 6 thì Tổng thống Ba Lan Duda đã phủ quyết một dự luật công nhận tiếng Silesia là ngôn ngữ khu vực, với lý do là nó có thể gây nguy hiểm cho bản sắc dân tộc Ba Lan. Website của Tổng thống Ba Lan viết như sau. Trong những năm gần đây, đã có sự gia tăng các hoạt động nhằm thay đổi tình trạng ngôn ngữ của cư dân Silesia và công nhận nó là một khu vực ngôn ngữ tách biệt với Ba Lan cũng như nhấn mạnh quyền tự trị của khu vực này. Như vậy thì xác lệnh hồi tháng 1 của Tổng thống Zelensky hiện có thể được coi là một cơ sở pháp lý để ngầm khôi phục các yêu sách lãnh thổ. Tất nhiên nó không có nghĩa là Kiev sẽ tiến hành một hoạt động quân sự tương tự với đồng minh Ba Lan, nhưng nó cho thấy chủ nghĩa phục quốc hiếu chiến là một xu hướng đang nổi lên ở Ukraine tại thời điểm quan trọng này của cuộc xung đột. Và nó có khả năng sẽ truyền cảm hứng cho những nhóm theo chủ nghĩa tân phát xít trong tương lai. Nhìn chung thì động cơ chính trị này là phù hợp với logic của giới lãnh đạo Kiev vốn đang càng ngày càng trở nên tuyệt vọng do những tổn thất liên tục ở Donbass và do đó phải dùng đến một chủ nghĩa dân tộc cực đoan để nâng cao tinh thần dân chúng trong nước. Dù Kiev có động cơ chính trị như thế nào, thì việc mở hướng tấn công ở Cruz vẫn là một hành động điên rồ, thiếu chiến lược cụ thể và thất bại đã ở ngay trước mắt. Giờ thì chúng ta hãy cùng quay trở lại với tin tức tại chảo lửa Trung Đông. Iran báo hiệu sẽ từ bỏ kế hoạch tấn công Israel. Ai đang muốn chiến tranh Trung Đông lan rộng? Hôm nay ngày 14 tháng 8 đã tròn đúng 2 tuần kể từ vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh và những lời đe dọa trả đũa Israel từ các quan chức Iran cho đến nay vẫn chưa thành hiện thực. Ngày hôm qua thì giới lãnh đạo Iran dường như đã rút lại lời đe dọa. Họ cho biết sẽ trì hoãn không phát động một cuộc tấn công vào Israel nếu như cuộc đàm phán trao trả con tin và thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza diễn ra trong vòng một tuần. Một lần nữa thì giới chức Iran lại lấp lửng về thời gian phát động tấn công bởi vì trong tuyên bố này, họ không nói rõ là cuộc đàm phán thả con tin sẽ được cho phép kéo dài trong bao lâu. Như vậy, trong hai tuần qua thì phía Iran luôn tỏ ra mập mờ về kế hoạch trả đũa Israel và giới quan sát cho rằng đây có thể là một đòn nghi binh của họ. Bằng chứng là cho đến nay, ngày 12 tháng 8, thì Iran vẫn bác bỏ ý tưởng không trả đũa Israel của nhóm G7 và nói rằng họ có quyền hợp pháp để phản công sau khi ông Haniyeh bị ám sát trắng trợn trên lãnh thổ của mình. Và ngày hôm qua, 13 tháng 8, thì tân tổng thống Iran, Bezeskiah, vẫn đưa ra những lời cảnh báo mới tới israel ông này nói rằng phản ứng trừng phạt đối với kẻ xâm lược là quyền hợp pháp của các quốc gia và là cách để ngăn chặn tội phạm xâm lược rõ ràng rằng một cuộc chiến tâm lý đang được iran thúc đẩy nhằm khiến cho công chúng israel phải lo lắng đồng thời giúp cho iran có thêm đòn bẩy để mặc cả với phương tây tất cả những điều này cho thấy bản thân iran cũng không muốn leo thang chiến tranh bằng mọi giá vậy thì ai là bên muốn iran ra đòn trả đũa mạnh vào israel lúc này đây tất nhiên nó không phải là tehran càng không phải là Israel và phản ứng của Hezbollah trong những ngày qua dường như cũng cho thấy họ không muốn có một cuộc chiến tranh rộng lớn và với cường độ cao nổ ra. Chỉ có Hamas là người muốn có một cuộc chiến tranh khu vực toàn diện. Để làm gì? Tất nhiên là để họ được hưởng lợi. Trong hiến trương của mình, Hamas nêu rõ mục tiêu là hủy diệt Israel. Và nhóm này đã phát động cuộc tấn công vào miền nam Israel hôm 7 tháng 10 năm ngoái, chủ yếu nhằm vào dân thường, sát hại hơn 1.200 người, bắt cóc hơn 250 người khác với sự hiện diện này, họ kỳ vọng là sẽ châm ngòi cho một cuộc xung đột toàn khu vực với sự tham gia của các quốc gia Ả Rập. Yahya Sinwa, người mới được bổ nhiễm làm thủ lĩnh chính trị của Hamas, đã thừa nhận rằng người Palestine ở Gaza sẽ phải trả giá đắt cho hành động tấn công của Hamas. Trong hàng chục tin nhắn được gửi đi trong nhiều tháng đã được tờ The Wall Street Journal thu thập, Sinwa đã truyền đạt tới các quan chức Hamas và các bên trung gian rằng ông ta không quan tâm đến việc theo đuổi lệnh ngừng bắn Israel ông ta không quan tâm đến việc theo đuổi lệnh ngừng bắn với Israel, bởi vì tin rằng số dân thường Palestine thiệt mạng ngày càng tăng sẽ có lợi cho Hamas hơn là việc ngừng chiến. Những thông điệp khác gửi tới các nhà lãnh đạo Hamas ở Qatar cũng cho thấy sự thiếu cảm thông của ông này, không chỉ đối với thương vong dân sự mà còn với cả chính bàn lãnh đạo cấp cao của Hamas. Trong cuộc trao đổi với thủ lĩnh chính trị đã quá cố Ismail Haniyeh, sau khi ba người con trai và bốn người cháu của ông này thiệt mạng trong một cuộc không kích, thì Sinwa đã nói rằng cái chết của họ cùng với cái chết của những người dân Gaza khác sẽ truyền sức sống, thúc đẩy vươn tới vinh quang và vinh dự. Còn trong thư gửi các quan chức Hamas đang tham gia đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn, thì Sinwar đã tuyên bố rằng, chúng tôi đã có những người Israel ở đúng nơi chúng tôi muốn. Điều nó có nghĩa là ông ta thừa nhận muốn Israel xa lầy vào cuộc chiến tại Gaza, nơi mà các tay súng Hamas cải trang thành thường dân đang trà trộn ở trong các con phố. Sinwar đã nhìn thấy trước được sự đau khổ của dân thường ở Gaza phải hứng chịu sau ngày 7 tháng 10, nhưng ông ấy đã coi điều hy sinh đó là cần thiết. Các cuộc ăn miếng trả miếng lẫn nhau giữa hai bên đang khiến chính thường dân phải trả giá. Dù có nhiều cuộc đàm phán hòa bình đã diễn ra sau mỗi lần leo thang cục bộ như vậy, nhưng hiến trương của Hamas đã ghi rất rõ ràng mục tiêu cuối cùng của họ là phải hủy diệt được nhà nước Israel. Do đó, một cuộc chiến tranh khu vực toàn diện và tàn khốc sẽ luôn luôn trực chờ bùng phát, đặc biệt là với việc Yahya Sinwa lên nắm chọn quyền lãnh đạo cả chính trị lẫn quân sự của tổ chức Hamas. Iran được cho là đã xây dựng một vành đai lửa hùng hậu bao gồm có Hamas ở Gaza và bờ Tây, Hezbollah ở Liban, Houthi ở Yemen và dân quân ở Syria, Iraq nhằm làm suy yếu và gây ra sự sụp đổ dần dần cho nhà nước Do Thái. Dù trong quá khứ từ khi Israel lập quốc vào năm 1948 thì họ đã phải đối mặt với rất nhiều cuộc chiến nhưng họ chưa bao giờ phải đối mặt với một mối đe dọa tứ bể thọ địch như thời điểm hiện tại. Lực lượng phòng vệ Israel ước tính rằng nếu như một cuộc xung đột toàn diện nổ ra ngay bây giờ chỉ riêng Hezbollah đã có thể bắn từ 1.000 cho đến 3.000 quả tên lửa mỗi ngày trong ít nhất một tuần đầu tiên của cuộc chiến. Chắc chắn là hệ thống phòng thủ của Israel sẽ bị quá tải. Và để bảo vệ cho đồng minh của mình, nhiều khả năng cả Mỹ, NATO, thậm chí là cả Nga cũng sẽ bị lôi kéo vào cuộc chiến này, khiến cho Trung Đông trở thành khu vực nguy hiểm nhất trên thế giới. Và bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.